Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Nguyễn Công PC. Theo đúng như cái tiêu đề của video thì hôm nay mình đang có ở đây AOC 24G2 cũng như là Gearbyte G24F. Đây đều là hai chiếc màn hình gaming đang giành được một cái sự quan tâm rất lớn của người dùng ở trong suốt những năm vừa qua. Và cả hai sản phẩm này thì mình cũng đã có một cái video đánh giá chi tiết cực kỳ là cụ thể về cả hai em nó rồi. Nhưng mà để nói về một cái video so sánh trực tiếp giữa hai sản phẩm khi mà nó đối đầu lại với nhau thì mình thấy là bản thân mình chưa có video nào, và những cái kênh test lab trong và ngoài nước thì cũng chưa có cái video nào như thế này. Thế nên thì video ngày hôm nay nó có thể coi như là một trong những cái video cực kỳ là hữu ích dành cho những em nào chúng ta đang băn khoăn là không biết trong tầm giá dưới 5 triệu đồng thì mua màn hình gaming nào, và đặc biệt là nếu như những ai chúng ta đang băn khoăn và thắc mắc giữa Gearbyte G24F và AOC 24G2 thì chắc chắn các bạn sẽ không nên bỏ qua video này, bởi vì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách cực kỳ là chi tiết, cụ thể và rõ ràng để xem là sản phẩm nào nó mới chính là sản phẩm mà nó sẽ phù hợp hơn với tất cả các bạn ở đây. Trước khi mà chúng ta cùng nhau đi sâu hơn về cả hai sản phẩm thì mình sẽ cho các bạn xem qua một lần nữa về tổng quan thiết kế ở trên hai sản phẩm này. Nhìn chung thì với những ai mà chúng ta đang muốn có cho mình một chiếc màn hình chỉ phục vụ dành cho cái nhu cầu chơi game, đặc biệt là các bạn setup một cái góc chơi game, chúng ta có rất là nhiều những cái nhân vật hoạt hình liên quan tới gaming này, rồi tông màu chủ đạo của nó sẽ là đỏ hay là neon, thì chắc chắn là AOC 24G2 nó sẽ là một trong những cái sự lựa chọn hơn. Bởi vì tổng quan thiết kế con này thì nó sẽ có rất là nhiều những cái chi tiết góc cạnh từ về phần chân đế, rồi chúng ta cũng sẽ có thêm những cái chi tiết ở mặt đằng sau. Và tông màu chủ đạo con này sẽ là đen và đỏ. Nhìn vào là chúng ta đã biết đây là một con màn hình phục vụ cho cái nhu cầu gaming rồi. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn qua với Gearbyte G24F thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó cũng có được một vài những cái chi tiết góc cạnh và nó trông trở nên vuông vức, nhưng mà tổng quan ở trên con này, đặc biệt là khi mà các bạn tháo cái phần chân đế ra, thì các bạn hoàn toàn có thể đem đến cho các bạn có được một trải nghiệm, đấy chính là nó không khác gì so với lại những con màn hình phục vụ dành cho cái nhu cầu làm đồ họa. Thế nên thì mình thấy rằng Gearbyte G24F thì nó sẽ dành cho bạn nào chúng ta muốn có cho mình một chiếc màn hình có cái thông số phần cứng khủng để có thể chơi game một cách ngon lành được, nhưng mà về phần ngoại hình của nó vẫn hoàn toàn có thể phù hợp với lại những cái setup, đặc biệt là liên quan tới làm việc, thì Gearbyte G24F nó sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Rồi đi đến với lại cái tính cơ động ở trên cả hai sản phẩm này, thì để xét ở trên cái thang điểm thì mình sẽ đánh giá về cái tính cơ động của AOC 24G2 sẽ là 10 điểm, còn với Gearbyte G24F thì nó chỉ được 8 điểm mà thôi. Tại vì sao mà mình lại cho Gearbyte G24F nó chỉ có 8 điểm thôi, là bởi vì nhìn chung là cả hai sản phẩm này nó đều cho chúng ta những cái khả năng cơ động, chẳng hạn như là xoay trái, xoay phải, nâng lên, hạ xuống, gập ngửa thì cả hai con đều có thể làm được. Nhưng chỉ có một điều là G24F không làm được là việc xoay dọc màn hình. Cái việc xoay dọc màn hình này nhìn chung là nó không quá là cần thiết với một số bạn, nhưng mà với những bạn nào mà chúng ta thường xuyên xem những cái MV của Phương Ly hoặc thậm chí là chúng ta thường xuyên cốt ấy, thì chắc chắn là việc mà xoay dọc nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với một con màn hình không thể làm được những cái điều như thế này. Thế nên thì mình mới đánh giá là con này nó sẽ đem đến cho ta những cái khả năng trải nghiệm, đặc biệt là với những bạn nào chúng ta thường xuyên cốt thì nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà nhìn chung, nói đi cũng phải nói lại, đối với lại nhu cầu trải nghiệm thực tế của những người dùng cơ bản thì cái việc xoay dọc màn hình nó là một trong những cái tính năng nó có cũng được mà không có cũng được. Thế nên thì cả hai con, nếu như bạn nào chúng ta không sử dụng với những cái tác vụ kể trên thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn cả hai con đều được. Đi đến với chất lượng build tổng thể của cả hai sản phẩm thì cái điểm này mình sẽ đánh giá là Gearbyte G24F nó cho ta một cái chất lượng build tổng thể nó tốt hơn, bởi vì khi mà mình cầm nắm như thế này này, mình đặt xuống này, nó rất là chắc chắn, nó không hề hoàn toàn gặp phải cái hiện tượng flake như con này. Đấy, con này đặt nhẹ cái thôi là rung. Thế nên thì khi mà chúng ta cầm nắm hay chúng ta chạm vào những cái chi tiết ở trên màn hình thì Gearbyte G24F nó làm chắc chắn hơn rất nhiều. Các bạn có thể đặt ở trên những cái bề mặt bàn của chúng ta nó không được chắc chắn cho lắm thì con này vẫn có thể giữ được cho chúng ta một độ chắc nhất định. Trong khi đấy thì với AOC 24G2 nó rất là nhẹ và nó không được đầm và chắc như là Gearbyte G24F. Rồi một cái điểm nữa ở trên những chiếc màn hình mà mình cũng rất là quan tâm, đấy chính là về cái khả năng tùy chỉnh những cái chức năng ở bên trong màn hình bằng những cái phím bấm hay là joystick, thì điểm này mình lại đánh giá là Gearbyte G24F nó làm tốt hơn, bởi vì nó có joystick. Trong khi đấy thì con này sẽ có tổng cộng là khoảng 6 nút bấm. Cái việc mà tùy chỉnh joystick nó thực sự rất là dễ dàng và tiện lợi. Cái điểm này thì thực sự là những con màn hình nào ở trong năm 2022 mà cũng có joystick thì thực sự nó là một trong những cái cơn ác mộng đối với bản thân mình. Bởi vì với joystick các bạn có thể tùy chỉnh trong ban đêm, ban ngày,
chúng ta vẫn có thể chụp chỉnh một cách rất dễ dàng, chỉ bằng một ngón tay mà thôi, không tốn quá là nhiều thời gian của anh em. Trong khi đấy thì với con này các bạn sẽ cần phải đi tìm xem đâu là phím lên, đâu là phím xuống, đâu là phím enter, vân vân và vân vân. Và phím của nó lại còn bị lún ở bên trong của màn hình nữa, nó thực sự khá là khó chịu đối với bản thân mình. Đấy là một trong những cái điểm mà mình lại đánh giá là Gearbike G24S nó trong tăng khả năng tùy chỉnh tốt hơn so với AOC 24 G2. Rồi một cái điểm nữa ở trên Gearbike G24S nó cũng đang được làm tốt hơn so với AOC 24 G2 là về cái khả năng kết nối với lại cả màn hình. Ở trên hai con thì nó đều có cổng HDMI, cổng DisplayPort rồi jack cắm 3.5mm, nhưng mà với Gearbike G24S thì nó lại còn có thêm ở đây chúng ta một cổng upstream, hai cổng USB-A nữa. Cái điểm này nó là một cái điểm rất là lợi thế, bởi vì việc mà chúng ta kết nối với những thiết bị ngoại vi, các bạn chỉ việc cắm chuột vào đây, chúng ta cắm bàn phím vào đây là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi, mà các bạn không cần phải tốn quá nhiều thời gian để chúng ta có thể đi dây từ bàn phím, từ chuột vào cây máy tính. Nó rất là tốn thời gian của anh em. Các bạn chỉ cần cắm một cổng upstream là nó đã hoàn toàn có thể giải quyết được cho chúng ta về vấn đề này rồi, hoặc thậm chí là việc truyền dữ liệu là nó cũng hoàn toàn có thể xử lý được luôn mà chúng ta không cần phải cắm vào cây. Một cái điểm cộng rất lớn ở trên Gearbike G24S nó đang có được cái điều như thế này. Về tổng quan của cả hai sản phẩm thì mình thấy là nó đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Mình nghĩ rằng nó đến đây thôi, về những cái tính năng sử dụng bên ngoài của cả hai sản phẩm thì các bạn cũng đã có được cái sự lựa chọn dành cho bản thân mình rồi. Còn bây giờ mình sẽ cùng với các bạn chúng ta đi sâu hơn về thông số phần cứng của hai sản phẩm để xem thì con nào nó sẽ ấn tượng hơn và nó sẽ ngon hơn. Về thông số phần cứng của hai sản phẩm các bạn có thể xem qua ở trên màn hình thì nhìn chung cả hai con đều có rất là nhiều những cái điểm tương đồng với nhau. Chẳng hạn như kích thước tổng thể của cả hai con đều là 23.8 inch, các bạn có độ phân giải là Full HD, nó được sử dụng tấm nền IPS, tỷ lệ màn hình là 16:9, tốc độ phản hồi của hai con đều là 1 ms, rất là nhanh. Nhưng mà về cái sự khác biệt của nó, đầu tiên có thể kể đến là về tần số quét của Gearbike G24S, nó là 165Hz và OC lên được 170Hz, trong khi đấy thì với Gearbike G24S thì nó chỉ là 144Hz mà thôi. Con này thì con Gearbike G24S thì nó có một cái độ sáng cao hơn là 300 CD trên mét vuông, còn con này chỉ có là 250 CD trên mét vuông mà thôi. Về những cái gam màu tái tạo lại ở trên cả hai con, từ sRGB, aRGB, DisplayPort thì cả hai con mình thấy là nó hoàn toàn tương tự y chang nhau. Và với những cái thông số còn lại thì mình nghĩ rằng mặc dù là Gearbike G24S nó nhỉnh hơn, nhưng mà nó chỉ là những cái thông số để các bạn có thể tham khảo mà thôi. Bởi vì là AOC 24 G2 nó có một cái tính năng mà mình thấy là nó ăn tiền hơn rất nhiều so với lại Gearbike G24S, đấy chính là nó hỗ trợ cùng lúc hai công nghệ đồng bộ khung hình là AMD FreeSync Premium và Nvidia G-Sync Compatible. Trong khi đấy thì G24S chỉ có là AMD FreeSync Premium mà thôi. Cái việc mà chúng ta đang sử dụng cả đồ họa của AMD thì các bạn mua con Gearbike G24S về nó không sao, nhưng mà các bạn đang sử dụng cả đồ họa của Nvidia, chúng ta mua con này về thì gần như là cái công nghệ đồng bộ khung hình nó chỉ để xó mà thôi. Trong khi đấy thì với con này nó hỗ trợ cùng lúc cả hai cái công nghệ đồng bộ khung hình của hai nhà xuất cả đồ họa lớn nhất thế giới thời điểm hiện tại, thì các bạn có thể yên tâm không cần phải lo lắng về vấn đề này. Nó đem đến chúng ta những cái trải nghiệm trong quá trình khi mà chơi game thì cái hiện tượng té hình nó sẽ được giảm đi rất là nhiều, trải nghiệm chơi game của chúng ta nó sẽ trông trở nên mượt hơn. Và xét về cái mặt thông số ở trên lý thuyết thì có thể 170Hz hay là 165Hz nó cao hơn, nhưng mà về trải nghiệm thực tế của hai con với tần số quét như thế này thì mình thấy là cái sự chênh lệch ở đây nó cũng không quá là nhiều. Thế nên thì chúng ta mới cần đi sâu hơn vào những cái trải nghiệm thực tế ở trên hai con để có thể nói một cách kỹ càng hơn và đâu mới chính là chiếc màn hình nó sẽ phù hợp hơn dành cho cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Đầu tiên thì với cái tác vụ mà mình có thử trải nghiệm qua ở trên cả hai sản phẩm này, đấy chính là việc mình có thử xem phim ở trên những cái nền tảng chẳng hạn như là YouTube và Netflix, thì mình nhận thấy rằng về cái màu xanh ở trên Gearbike G24S nó đang bị ám quá là nhiều. Cái điều này mình cũng đã nói ở trong cái video đánh giá chi tiết về em nó rồi, nhưng mà mình không nghĩ rằng khi mà chúng ta đặt ở trên một cái bàn cân và so sánh trực tiếp với AOC 24 G2 thì cái màu xanh của con này nó lại bị ám nhiều đến như thế. Thực sự là khi mà các bạn xem qua một số những cái video clip mà mình có thử cho các bạn xem qua ở đây thì các bạn có thể thấy là từ những cái phần chi tiết cỏ cho tới bầu trời thì cỏ ở trên AOC 24 G2 nó tái tạo lại được, thì các bạn có thể thấy rõ là cỏ nào nó đang là cỏ non, nó đang còn hơi ám vàng rồi nó mới chuyển đến những cái phần cỏ xanh tươi mơn mởn. Còn con này thì gần như là nó xanh từ đầu đến đuôi luôn, hay ở bên phía bầu trời nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó ám xanh khá là nhiều. Những cái trải nghiệm như thế này mình cũng đã tùy chỉnh những cái thông số bên trong nhưng mà nó không thể nào khắc phục được, hay thậm chí là việc cân màn thì nó cũng không thể nào làm được. Thế nên thì với cái việc mà trải nghiệm thực tế hay là việc mà
cần có cho mình một chiếc màn hình phục vụ thêm dành cho cái nhu cầu liên quan tới làm việc đồ họa, thì mình thấy là AOC 24G2 với cái khả năng tái tạo về màu sắc nó đang được làm tốt hơn thì nó sẽ phù hợp hơn đến cho các bạn. Còn với những cái thông số chẳng hạn như về độ tương phản của cả hai sản phẩm thì mình thấy rằng Gigabyte G24F nó lại được làm tốt hơn. Các bạn có thể thấy rõ được những cái chi tiết từ về phần vùng trời khi mà các bạn xem, nó không bị quá là trộn lẫn và không được tách bạch như là ở trên AOC 24G2. Đấy là về cái độ tương phản thì nó cũng đang được làm tốt hơn, và đương nhiên về độ sáng của nó trong quá trình khi mà trải nghiệm thì ở trên Gigabyte G24F nó cũng đang được làm tốt hơn hẳn so với lại AOC 24G2 ở đây. Nhưng mà mình cũng cần phải nói lại một lần nữa và duy nhất là về làm đồ họa thì mình khuyên là anh em nên lấy AOC 24G2, nó sẽ là một cái sự lựa chọn tốt hơn, bởi vì nhìn chung về độ bão hòa, về cái khả năng tái tạo lại màu sắc ở trên con này nó đang được làm tốt hơn so với lại Gigabyte G24F. Còn chuyển qua với cái nhu cầu liên quan tới chơi game thì quả thực như những gì mà mình đã có nói về tần số quét và về những cái trải nghiệm thực tế ở trên cả hai con thì các bạn biết là 144Hz nó mượt đến như thế nào, không chỉ ở trong chơi game mà các bạn lướt văn bản hay là các bạn làm tất cả những cái tác vụ khác rồi chúng ta di chuột ở trên màn hình thôi là các bạn đã biết là cái độ của nó mượt hơn rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng với những cái mẫu màn hình chỉ có tần số quét là 60Hz mà thôi. Nhưng mà về cái khả năng chơi game thì đương nhiên là mình sẽ đánh giá là cả hai con nó sẽ hoàn toàn cân bằng với nhau. Mặc dù trên lý thuyết là con này nó có tần số quét cao hơn là 165Hz, nhưng mà như mình đã có nói rồi, cái tần số quét này nó chỉ chênh lệch với nhau là 20Hz mà thôi, một con số không quá là lớn. Trong khi đấy thì con này nó có ưu thế là về khả năng đồng bộ khung hình ở trên cả hai con thì nó vẫn có thể support một cách rất tốt dành cho hai hãng cả đồ họa là Nvidia cũng như là AMD. Như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ một cách rất là kỹ càng về những cái điểm mạnh, về những cái điểm yếu của Gigabyte G24F cũng như là AOC 24G2, và mình tin chắc chắn rằng với những cái chia sẻ của mình vừa rồi nó đã một phần nào giúp cho các bạn chúng ta có thể giải tỏa được cái vấn đề là các bạn sẽ chọn màn hình nào và con màn hình nào nó sẽ phù hợp hơn đối với lại bản thân các bạn. Bởi vì là mình biết là khi mà chúng ta chỉ xem cái thông số spec của một con thì các bạn sẽ không thể nào thấy được những cái điểm yếu của nó, nhưng mà khi mà chúng ta đặt chúng lên bàn cân đối đầu với nhau thì các bạn sẽ thấy là những cái điểm yếu của hai con nó sẽ xuất hiện một cách cụ thể và chi tiết hơn, và các bạn cũng sẽ tìm thấy chiếc màn hình phù hợp hơn dành cho tất cả các bạn. Không biết là với tất cả anh em đã và đang xem video ngày hôm nay các bạn đã dùng hai con này hay là chưa, và nếu như với những cái chia sẻ của mình vừa rồi về những cái điểm mạnh và điểm yếu của hai con thì các bạn sẽ chọn màn hình nào. Đừng quên là chia sẻ lại ngay bên dưới phần bình luận của video cho mình cũng như tất cả các bạn đã và đang xem video được biết về nhá. Link mua hàng của hai sản phẩm này thì mình đã để sẵn ngay bên dưới phần mô tả của video ngày hôm nay, các bạn chỉ việc click vào đó để có thể tham khảo về những cái chương trình khuyến mại và mức giá bán của nó khi mà mua con màn hình này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video kế tiếp.